chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Ham Vào Vạch của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái thủ thuật để chúng ta có thể là tăng được cái phần trăm dung lượng của pin iPhone bằng Bluetooth nhá. Cái thủ thuật này thì có ích trong cái trường hợp ví dụ như là các bạn muốn bán iPhone của chúng ta đi, khi mà cái phần trăm pin của chúng ta đây nhá, các bạn vào trong đây để chúng ta xem cái phần trăm pin này, đó, tình trạng pin này. Đó. Thì cái phần trăm pin này của chúng ta nó cao thì chúng ta sẽ bán được cái giá cao hơn nhá. Còn nếu mà các bạn để sử dụng thì cái việc tăng phần trăm pin này nó sẽ không có ích cho các bạn nhá. Đó, thì các bạn lưu ý cho mình là như vậy. Và các bạn lưu ý cho mình là cái thủ thuật này thì nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu ở trên iPhone của chúng ta đi nhá. Vì vậy mà các bạn nào mà có những cái dữ liệu quan trọng thì các bạn cũng cần sao lưu ra máy tính trước nhá. Đó, các bạn cần phải có cái kế hoạch để chúng ta sao lưu dữ liệu ra. Các bạn cũng nên thoát cho mình cái tài khoản iCloud trước khi mà chúng ta làm nhé. Ở đây thì mình cũng đã thoát cái tài khoản iCloud của mình ra rồi này. Đó, và hiện tại thì cái phần trăm pin, cái dung lượng pin của mình ở đây nó chỉ còn là 80% thôi nhé. Còn nó tăng lên được bao nhiêu thì chúng ta cần phải xem ở trên Bluetooth nó báo là bao nhiêu thì chúng ta sẽ tăng được lên bấy nhiêu nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ cần phải có máy tính. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhé. Hiện tại trên máy tính thì mình chưa cài đặt cái ứng dụng là Bluetooth nhé. Thì ở đây thì mình sẽ làm từ đầu để cho các bạn coi. Mình sẽ cần phải mở một cái trình duyệt ra. Ví dụ ở đây mình mở Google Chrome này. Sau đó là các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa đó là Bluetooth nhé. Bluetooth. Đó. Các bạn vào cho mình ngay cái link đầu tiên này. Sau đó là các bạn sẽ tải, các bạn bấm cho mình vào là download để tải cái tool này về nhé. Đây nó đang tải về này. Tải xong rồi thì các bạn sẽ kích vào để cài đặt nhé. Rồi các bạn chọn yes cho mình này. Các bạn bấm install này. Rồi các bạn sẽ bấm vào lon để mở luôn Bluetooth nhé. Các bạn để ý là cái ứng dụng này nó muốn chạy được hay không ấy thì nó cần phải cài đặt thêm. Các bạn cần phải cài đặt thêm iTunes nhé. Mình sẽ bấm vào Install iTunes này. Khi các bạn cài đặt xong iTunes thì nó cũng có đầy đủ luôn cả driver nhé. Bây giờ thì mình sẽ cài đặt iTunes nhé. Mình sẽ bấm vào Next. Chọn install này. Rồi nó đã cài đặt xong nhé. Các bạn có thể là bấm vào finish để kết thúc cái quá trình cài đặt iTunes. Đó, nó mở lên iTunes này thì các bạn có thể là đóng nó lại nhé. Đó, mình sẽ đóng iTunes lại này. Ở đây thì mình chỉ cần sử dụng Bluetooth thôi. Đây các bạn để ý, đây là cái icon của Bluetooth nhé. Cái biểu tượng của Bluetooth này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối con iPhone của mình với Bluetooth nhé, bằng chính cái cáp sạc của nó thôi. Hiện tại thì mình đang thực hiện ở trên con iPhone 11 Pro Max nhé. Với những iPhone khác thì các bạn cũng làm tương tự thôi. Rồi đầu này mình sẽ cắm vào máy tính này. Các bạn sử dụng máy tính hay là laptop thì đều như nhau thôi nhé. Rồi mình sẽ kết nối vào con iPhone này. Có những bạn này các bạn không phân biệt được ra máy tính và laptop. Thực ra thì nó đều ok hết nhé. Các bạn đều có thể là sử dụng được. Nó là như nhau thôi. Đều chạy hệ điều hành Windows. Rồi mình sẽ bấm vào OK này. Đó thì ở đây nó chính là cái thông tin của con iPhone của mình nhé. Con iPhone 11 Pro Max này, 64GB này. Đó. Và quan trọng ở đây các bạn để ý cho mình. Đó, quan trọng ở đây là các bạn để ý cho mình là cái phần trăm của pin đây. Battery life này. Đó, là 89%. Đó, con này thì nó sạc được 1213 lần rồi nhé. 1213 lần sạc rồi. Và chúng ta nhìn vào cái phần trăm pin này là để chúng ta có thể là lên được cái phần trăm pin là 89% nhé. Đó, các bạn phải nhìn vào Bluetooth này. Như vậy là mình có thể là tăng được từ 80% lên 89% nhé. Đó. Nếu mà các bạn bán iPhone của chúng ta đi thì chúng ta sẽ bán được cái giá cao hơn. Còn nó sẽ không có tác dụng khi mà chúng ta để sử dụng nhé. Đó. Mình lưu ý với các bạn là như vậy. Rồi bây giờ thì mình sẽ chọn vào cái tab đó là Smart Flash này. Đó. Rồi ở đây thì mình sẽ tải cái phiên bản chính thức, phiên bản 16.5 ở cái thời điểm mình làm video này nhá. Đó, mình sẽ cần phải tải nó về này, mình sẽ bấm vào là download này. Đó đây, mình bấm vào đây để coi cái quá trình download này nhá. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đúng vào thời gian chờ đợi của các bạn. Ok, như vậy nó đã tải xong rồi nhá. Đó, nó tải xong về rồi. Bây giờ thì các bạn để ý ở phía dưới đây, chúng ta sẽ chọn vào cái đó là Anti-Jittery Flash này.
Đó, các bạn lưu ý cho mình là các bạn sẽ chọn vào đây cho mình nhé, anti jQuery flat này. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào flat nhé, các bạn cứ thực hiện giống như mình. Rồi các bạn sẽ bấm cho mình vào flat này. Đó, các bạn đợi cho khoảng được 30%, các bạn đợi được đúng 30% thì chúng ta sẽ rút cap ra nhé. Đó, bây giờ thì nó sẽ đưa con iPhone của chúng ta vào trong chế độ jQuery mode nhé, chính là cái chế độ treo cap. Đó, chế độ treo cap này. Các bạn chú ý cho mình nhé, đúng 30% thì chúng ta sẽ rút cap ra. Các bạn chuẩn bị nhé, 30% thì chúng ta sẽ rút cap ra. Rồi, mình sẽ rút cap ra này. Các bạn để ý nhé, bây giờ iPhone của mình thì nó sẽ vào lại cái chế độ jQuery mode nhé. Đó, nó vào chế độ treo cap như này rồi. Nhưng mà trên bao tool thì nó vẫn cứ xoáy, nó vẫn cứ chạy như này nhé. Các bạn cần phải đợi cho đến lúc nó thông báo lỗi nhé, thì chúng ta mới có thể là thực hiện được tiếp. Đó, các bạn để ý nha, nó dừng ở cái lỗi này rồi nhá, nó dừng ở lỗi -1 này. Các bạn sẽ bấm OK cho mình nhá. Rồi bây giờ thì mình lại cắm cáp vào điện thoại nhá. Đó, mình sẽ cắm cáp vào điện thoại này. Rồi, điện thoại mình nó đã vào trong chế độ jQuery rồi nhá. Bây giờ thì mình lại thực hiện chạy lại nhá. Các bạn vẫn để cho mình ở cái tùy chọn là anti jQuery flat nhé. Các bạn chọn vào cái tùy chọn là quick flat mode này cũng được. Nhưng mà mình cứ để cái chế độ này đi. Đó, mình sẽ bấm vào flat này. Flat này. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ để cho nó chạy hết nhé. Cái đoạn này mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn. Các bạn để ý nhá, như vậy là cái quá trình flash của nó đã xong rồi này. Con iPhone của mình đã khởi động lên rồi nhá. Và bây giờ nó đang là cái quá trình gì đấy, xóa sạch ổ đĩa. Mình cứ thử kích hoạt vào trong quay sao nhá. Đó, mình sẽ chọn vào Việt Nam này. Rồi mình sẽ kết nối vào mạng wifi của nhà mình nhé. Kết nối này. Rồi mình vào trong nhé. Cài đặt mật mã thì mình sẽ cài đặt sau này. Mình sẽ chọn là không chuyển ứng dụng và dữ liệu nhé. Ở đây mình sẽ đăng nhập tài khoản ID Apple sau nhé. Đó. Đó, giờ mình sẽ thử vào trong cái phần trăm pin này coi sao nhé. Tình trạng sạc pin này. Đó, các bạn để ý này. Như vậy là cái phần trăm dung lượng pin của chúng ta đã lên được 89% rồi nhé. Đó, thực ra thì cái quá trình nó đang chạy này, quá trình erase ID validic này, các bạn cũng không cần đâu nhé. Các bạn có thể là rút ra này. Đó. Đó, như vậy là cái phần trăm pin của chúng ta đã lên được 89% pin rồi. Đó, đầu tiên của nó là 80% pin nhá. Thì bây giờ chúng ta đã có thể là lên được 89% pin. Đó, như này là quá ok rồi. Đó, bây giờ thì khi mà mình cắm vào bao tool này thì đương nhiên là
nó sẽ trùng với cái phần trăm pin ở trên bao tun của chúng ta nhé. Đó. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là tăng cái phần trăm pin iPhone của chúng ta bằng bao tun rồi nhé. Đó. Mình cũng nhắc lại là cái thủ thuật này chỉ có tác dụng khi mà chúng ta muốn bán iPhone của chúng ta đi nhé. Thì khi mà cái dung lượng phần trăm pin này nó tăng lên như này thì chúng ta sẽ bán được cái giá nó cao hơn nhé. Còn nếu mà chúng ta để sử dụng đấy thì cái thủ thuật này nó sẽ không có tác dụng giúp pin của chúng ta sử dụng lâu hơn nhé. Đó, thì mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.